Cảm ơn quý vị vẫn liên tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Và bây giờ xin mời quý vị trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống tiếp theo sau đây. Kính thưa quý vị, mở đầu là những bản tin liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ. Tổng thống Trump sẽ công bố ứng cử viên vào tối cao pháp viện sau tang lễ của thẩm phán Ginsburg. Tổng thống Donald Trump đang cứu xét 4 đến 5 ứng cử viên mà ông có thể đề cử để thay thế cho cố thẩm phán tối cao pháp viện là Ruth Ginsburg. Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố ứng cử viên vào tối cao pháp viện Hoa Kỳ vào ngày 25 hoặc 26 tháng 9, mà ông nói là nhằm thể hiện sự tôn trọng với thẩm phán Ginsburg vừa qua đời. Chúng ta nên chờ tới khi tang lễ của thẩm phán Ginsburg kết thúc, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Tổng thống Trump cũng cho rằng cuộc bỏ phiếu phê chuẩn ứng cử viên tối cao pháp viện nên diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11. Thế nhưng chính bà Ginsburg từng nói là bà không muốn việc bổ nhiệm xảy ra trước ngày bầu cử. Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, thành viên tối cao pháp viện Hoa Kỳ từ năm 1993, qua đời vì ung thư ở tuổi 87 vào hôm 18 tháng 9. Bà là người thuộc khuynh hướng cấp tiến và từng công khai tỏ ra bất mãn với Tổng thống Donald Trump. Tối cao pháp viện có 9 thẩm phán và là những người được bổ nhiệm trọn đời. Kính thưa quý vị, vẫn là tin liên quan, Dân Chủ không loại trừ bổ sung thêm ghế thẩm phán tại tối cao pháp viện. Phía đảng Dân Chủ chưa quyết định một chiến lược cụ thể nào để chống lại chương trình nghị sự của Cộng Hòa, nhưng họ tỏ dấu hiệu sẽ không loại trừ những bước đi cứng rắn như là tái cân bằng hệ tư tưởng ở tòa tối cao bằng việc bổ sung thêm thẩm phán hoặc tìm cách những cách trái thông lệ để trì hoãn đề cử. Và được biết, trong cuộc điện đàm trong nội bộ đảng Dân Chủ, lãnh tụ phe thiểu số thượng viện, thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho rằng mọi giá trị của nước Hoa Kỳ đang gặp nguy hiểm và ông sẵn sàng cân nhắc mọi khả năng để bổ sung thêm ghế thẩm phán tối cao pháp viện. Cho đến nay, vẫn chưa rõ nếu có chính sách nào sâu rộng như là bổ sung thẩm phán tối cao pháp viện hoặc chấm dứt tranh luận không giới hạn được lãnh đạo Dân Chủ xem xét một cách nghiêm túc, hoặc có thể đang hình thành mối đe dọa rõ ràng chống lại Cộng Hòa hay không. Và trong khi đó thì CDC bác bỏ cảnh báo về khả năng COVID-19 có thể lây lan trong không khí. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vào ngày 21 tháng 9 đã gỡ bỏ hướng dẫn cảnh báo về khả năng virus COVID-19 lây lan trong không khí. Họ nói rằng dự thảo khuyến cáo được đưa lên mạng do sơ suất. Hướng dẫn hiện đã bị rút bỏ sau khi được đưa lên mạng của CDC vào hôm 18 tháng 9, khuyến cáo dân chúng sử dụng máy lọc không khí để giảm bớt những virus bay lơ lửng trong nhà, tránh dịch bệnh lây lan. CDC từng nói COVID-19 có thể lây lan qua những hạt nhỏ và có thể vẫn lơ lửng trong không khí và bay xa hơn 2 mét. Hiện nay thì hướng dẫn của CDC nói virus chủ yếu là lây lan từ người sang người qua những hạt nhỏ li ti từ hệ hô hấp của người bệnh, có thể đáp xuống miệng hay mũi của những người đứng gần. CDC cho biết là hiện đang cập nhật khuyến cáo liên quan đến việc lan truyền trong không khí của virus này. Và một khi tiến trình này được hoàn tất thì văn bản cập nhật sẽ được đưa lên mạng. CDC đã không cho biết khi nào hướng dẫn sẽ được cập nhật, thưa quý vị. Và tin Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là Fed, điều trần về tình trạng suy thoái kinh tế. Ông Jerome Powell, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Fed, sẽ tham gia 3 phiên điều trần trước các ủy ban Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 22 tháng 9. Và được biết, trong các phiên điều trần thì Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phải trả lời các câu hỏi về phản ứng của Fed về cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn, ông nhận định nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ chỉ đạt được sự phục hồi hoàn toàn khi người dân trong nước tin rằng tình hình dịch bệnh được kiểm soát an toàn và để họ có thể nối lại các hoạt động như bình thường. Ông cũng nhận định sự phục hồi của Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc vào việc dịch bệnh được kiểm soát như thế nào cũng như cách thực thi các chính sách ở tất cả các cấp chính quyền nhằm chống lại các tác động của đại dịch COVID-19. Fed đã tung ra hàng ngàn tỷ Mỹ kim nhằm ổn định thị trường tài chính và giảm khẩn cấp lãi suất cơ bản về gần mức zero để hỗ trợ nền kinh tế Hoa Kỳ. Và quay sang một bản tin khác trong phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders kêu gọi cải cách ngành ngân hàng.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vào ngày hôm 21 tháng 9 đã kêu gọi thay đổi các thỏa thuận hoãn truy tố các ngân hàng và cho rằng cần đưa ra các hình phạt thực sự khi một số ngân hàng đã bị phát hiện tiếp tay cho hành vi rửa tiền, một trong những vấn nạn được tiết lộ trong loạt dữ liệu FinCEN vừa được công bố mới đây. Bà Warren kêu gọi thành lập một đơn vị mới trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ để điều tra những loại tội phạm này. Bà nói, chúng ta phải giải quyết tận gốc nạn tham nhũng bằng cách tăng cường tính minh bạch của các mạng lưới tài chính và kiểm soát đồng tiền bẩn chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu. Thượng nghị sĩ Warren cũng cho rằng cần phải thông qua đạo luật Ending Too Big to Jail Act, đạo luật được bà đưa ra vào năm 2018, nhằm buộc các giám đốc điều hành phải chịu trách nhiệm hình sự khi ngân hàng mà họ đứng đầu vi phạm pháp luật. Trong khi đó, thì Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng một mô hình kinh doanh của Wall Street là lừa đảo. Tiếp theo là tin chứng khoán Hoa Kỳ giảm 4 ngày liên tiếp. Kính thưa quý vị, chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục giảm mạnh do nhà đầu tư bán tháo ồ ạt cổ phiếu do lo ngại đại dịch COVID-19 và triển vọng đàm phán dự luật ngân sách kích thích mới. Các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Wall Street nhuộm sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 9 khi lo ngại về khả năng dịch COVID-19 diễn biến tồi tệ hơn cũng như sự không chắc chắn về dự luật kích thích kinh tế bổ sung đã đè nặng tâm lý trên thị trường cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, chỉ số Dow Jones giảm 1,8%, chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 0,1%. Sau khi cổ phiếu công nghệ phục hồi mạnh trước giờ đóng cửa, phiên sụt giảm trong ngày 21 tháng 9 ghi nhận lần đầu tiên kể từ tháng 2 2020. Chỉ số S&P 500 rơi vào tình trạng bị giảm 4 ngày liên tiếp, trong khi đó Dow Jones có phiên giảm nặng nhất kể từ ngày 8 tháng 9 là 2,3%. Và kính thưa quý vị, một bản tin cập nhật đến từ Orange County cho biết là hiện vì số ca nhiễm mới còn cao thì Orange County vẫn chưa lên được bậc cam. Theo Orange County Register thì tính đến ngày thứ Hai 21 tháng 9, Orange County vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn để bước lên bậc cam vì tỷ lệ các ca nhiễm mới hiện đang nằm ở mức 4,7 ca cho 100.000 cư dân. Theo đó, thì quận Cam đang ở nửa đường để lên hạng trong thang bậc kiểm soát tình trạng dịch bệnh của tiểu bang với kết quả xét nghiệm dương tính phải ở mức 3,9% là một trong những tiêu chuẩn để lên được bậc cam. Tiểu bang California thiết lập thang bậc kiểm soát dịch theo màu từ thấp lên cao là tím, đỏ, cam và vàng. Hiện nay thì Orange County hiện đang ở bậc đỏ và hy vọng lên được bậc cam. Để được lên bậc thì các chỉ số liên quan đến dịch bệnh tại Orange County phải đạt và giữ được mức tiêu chuẩn đòi hỏi trong vòng liên tục 2 tuần. Có nghĩa là số ca nhiễm bệnh được báo cáo phải dưới mức 4 ca trên 100.000 người và tỷ lệ xét nghiệm dương tính phải dưới 5%. Nếu Orange County đạt được các con số ca nhiễm và xét nghiệm dương tính để lên bậc cam vào ngày 22 tháng 9 và duy trì được đến ngày 29 tháng 9, thì đến ngày 6 tháng 10 là thời điểm sớm nhất, Orange County sẽ được tăng lên một bậc. Trở ngại hiện nay là không đủ người đi xét nghiệm, ngay cả những người có thể đang cần tình trạng này. Và theo bác sĩ Glenn Chow, Giám đốc Sở Y tế Orange County, gọi là mệt mỏi chuyện xét nghiệm. Chúng ta đang chứng kiến số người đi xét nghiệm sụt giảm. Và bác sĩ Châu nói trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 9, những ai cần xét nghiệm nên làm, số người đi xét nghiệm tại Orange County hiện nay thấp hơn mức trung bình toàn tiểu bang. Tuần rồi có khoảng 40.000 người làm xét nghiệm bằng cách lấy dịch nhầy qua mũi tại Orange County, một con số thụt lùi so với đầu tháng 7 có tới khoảng 53.000 người một tuần. Như vậy thì Orange County còn ở lại bậc đỏ thêm một khoảng thời gian không xác định, cho đến khi số người tham gia xét nghiệm gia tăng đáng kể. Ở bậc đỏ, một số thương mại và sinh hoạt tôn giáo, hội đoàn được mở cửa, nhưng với số người tham dự hạn chế. Việc mở cửa trường học cũng phải tuân thủ nhiều quy định. Các khu học khu và tư thục vẫn trong kế hoạch mở cửa đón học sinh vào lớp. Tùy theo học khu, một số học khu và tư thục vẫn giữ ngày mở cửa là 22 tháng 9, nhưng một số lãnh đạo học khu quyết định tình trạng lây lan vẫn ở mức cao, không nên mở cửa đón học sinh ngay lúc này. CBN TV chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và sẽ đưa đến cho quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh tại quận Cam của chúng ta.
Một lần nữa kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng CBN TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục với tin Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin bảo trợ thương mại. Cảm ơn quý vị.